Chào các bạn. Việc nộp hồ sơ khai thuế từ lâu đã là nỗi vất vả của các doanh nghiệp và cơ quan thuế. Người đi nộp hồ sơ phải chịu cảnh kẹt xe, rồi cảnh mưa gió và ngập nước, và mất rất nhiều thời gian chờ đợi nộp hồ sơ khai thuế. Nay đã có giải pháp cho bạn. Khai thuế qua mạng, không hạn chế không gian, thời gian, chủ động mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm giấy mực, không tốn không gian lưu trữ. Khai thuế qua mạng tiện lợi vô cùng. Các bạn có thấy sự vất vả khi nộp hồ sơ khai thuế, bây giờ những khó khăn gian khổ về việc chờ đợi kẹt xe nắng mưa không còn nữa. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách thức khai thuế qua mạng. Bước 1, mua chữ ký số tại một trong những công ty cung cấp dịch vụ. Bước 2, chọn một trong hai hình thức kê khai. Có hai hình thức kê khai thuế qua mạng. Hình thứ nhất là IHTKK, kê khai qua mạng của cơ quan thuế. Hình thức thứ hai là TVAN, kê khai qua mạng thông qua các đơn vị dịch vụ. Hãy xem các doanh nghiệp nghĩ gì về việc khai thuế qua mạng. Công ty của chị đã thực hiện việc kê khai thuế qua mạng bao lâu rồi? Chị thấy cách làm như thế nào? Dạ, công ty Đức Khải tiến hành việc kê khai thuế qua mạng vào tháng 12 năm 2010. Thì doanh nghiệp nhận thấy rằng là cái cách kê khai này rất là tiện lợi, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiết kiệm về mặt thời gian. Doanh nghiệp chúng tôi kê khai thuế qua mạng từ tháng 9 năm 2009 cho tới bây giờ. Thì cái việc kê khai thuế qua mạng tiện lắm, tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí. Doanh nghiệp chúng tôi khai thuế qua mạng từ năm 2009, có nghĩa là ngay từ cái đợt đầu tiên được Cục Thuế mời để tham gia thí điểm cái chương trình kê khai thuế qua mạng này. Doanh nghiệp của chúng tôi thì là kê khai từ tháng 8 năm 2010. Cái việc kê khai thuế qua mạng ấy thì cũng đã đem lại được cái lợi ích rất nhiều cho doanh nghiệp. Ngày trước á, chúng tôi phải in bao nhiêu là giấy, tức là từ 2 cho đến 3 phim giấy cho một tháng báo cáo, một tháng thôi đó. Rồi phải lưu trữ hồ sơ, tức là tôi phải tốn không gian rồi tốn thời gian để đi nộp. Bây giờ thì chỉ cần một cái USB nhỏ như vậy thì mình đã có thể lưu trữ được toàn bộ cái dữ liệu kê khai thuế của mình. Và khi kê khai xong là chúng tôi nhận ngay cái phản hồi từ cái cục thuế về vấn đề chúng tôi nộp, và nộp đầy đủ. Lúc đầu là cũng thấy e ngại. Sau một thời gian mà thực hiện cái chương trình này thì chúng tôi thấy tiết kiệm được rất nhiều thứ, tiết kiệm được cái sức lao động cho cái người trực tiếp mà đi kê khai thuế. Đấy, trước đây thì chúng tôi phải đi ra trực tiếp cơ quan thuế để kê khai, nhưng mà cho đến bây giờ thì chỉ có thao tác ở tại doanh nghiệp thì là đã kê khai được rồi. Chị có điều gì muốn nói về việc kê khai thuế qua mạng? Tôi cho rằng việc thực hiện các giao dịch qua mạng là xu thế chung, trên thế giới có rất là nhiều nước đã thực hiện rồi. Việc kê khai thuế qua mạng thì nói chung là tôi thấy thuận lợi và tốt, cái sự hỗ trợ của cục thuế cũng rất là cao. Điện thoại lên là mấy anh ở trên thuế hỗ trợ liền. Trong tương lai cái chữ ký số ngoài việc là dùng để kê khai thuế qua mạng còn dùng để thực hiện các giao dịch điện tử khác như là ngân hàng điện tử, e-banking, thông quan điện tử, thương mại điện tử. Cho nên là việc thực hiện kê khai thuế qua mạng trong cái thời điểm hiện nay cũng là một cái bước chuẩn bị trong cái quá trình hội nhập và phát triển. Anh là một trong những đơn vị đầu tiên kê khai thuế qua mạng. Hiện nay thì có rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa làm cái điều này. Anh có thể nói gì với họ? Cái này nó là cái xu thế rồi. Thì chúng ta, đối với các doanh nghiệp là chúng ta nên tham gia. Khi mà tôi lên thuế để làm việc thì tôi thấy vẫn còn khá nhiều cái công ty hay là cái doanh nghiệp gì đó mà họ vẫn còn đi lên thuế để nộp báo cáo. Thì thấy họ cũng nộp cả chồng chồng như nè, mà phải đứng, phải đợi, phải lấy số phiếu, phải gọi gì. Thì tôi thấy cái điều này nó vẫn còn nhiều người chưa biết. Mong rằng các đơn vị khác ấy nên ứng dụng cái chương trình này. Cục thuế cũng nên có một cái hội thảo, một cái tuyên truyền gì đó để cho cái người nộp thuế, người ta hiểu được, người ta biết được cái chương trình này, người ta tham gia. Thì nó đỡ gánh nặng cho doanh nghiệp mà cũng đỡ gánh nặng cho cục thuế. Đương nhiên là tôi là kế toán trưởng của đơn vị này, tôi đã thực hiện rồi, tôi thấy có lợi như thế. Thì các đơn vị khác ấy, nếu như mà được ấy, thì họ cũng cứ thử đi thì mới thấy được cái hiệu quả của nó, thì lúc đấy người ta mới so sánh được. Chứ còn khi mà chưa thử thì chưa biết được, có nghĩa phải nên thử. Các bạn thấy đó, việc khai thuế theo phương pháp cũ rất ư là vất vả và tốn nhiều thời gian công sức. Tại sao chúng ta lại không khai thuế qua mạng? Nếu có thắc mắc, hãy gọi vào số điện thoại 0836003642, 0836003642.
0936003644 hoặc địa chỉ email kkquamang.hcmamoc.gdt.gov.vn. Chào tạm biệt các bạn.